cầm tiền thì cứ đổ xe, rồi sau này có kẹt quá mình bán cũng được giá cao. Đồ này coi như mất trắng, mất hết cả tình lẫn tiền. Bởi vì khi em mà đi, lúc đó chỉ còn thở dài, tiền thì cũng có ấy mà, thà là đi lấy đồ xe. Bye. Cầm tiền thì cứ đổ xe, còn hơn là đem đi đổ.